Phân bổ lịch trình đúng đắn cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi bổ nhiệm Philippe Chusier làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã phân công nhiệm vụ rõ ràng trong năm 2023. Huấn luyện viên người Pháp đương nhiên không thể phân thân dẫn dắt hai đội bóng một lúc thường xuyên. Ông cũng không thể cùng các đội tuyển tham dự các giải đấu liên tiếp không ngừng nghỉ. Lịch trình của U23 Việt Nam trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 đặc biệt dày đặc vì ASEAN 19 và U23 Asian Cup 2024. Đây là hai giải đấu phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức ban đầu khiến các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á rơi vào cảnh quá tải. Lý do vì xen kẽ các giải đấu này còn có giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 Asian Cup 2024 và các đợt FIFA Day tháng 9, 10, 11. Sau khi phân tích tầm quan trọng của các giải đấu, VFF quyết định chia một nửa cho tuyển U20 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tất nhiên, U20 Việt Nam chỉ tham gia các giải đấu không có ý nghĩa đặc biệt như U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 2023. Giải U23 Đông Nam Á vốn không được các liên đoàn khác đánh giá cao. Giống như Việt Nam, hầu hết các đội tuyển đều xem đây là sân chơi cho lứa cầu thủ kế cận. Ở vòng chung kết năm 2022, U23 Việt Nam do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt từng lên ngôi với đội hình chắp vá. Trong khi đó, ASEAN được xem là sân chơi quá tầm với Olympic Việt Nam. Tại ASEAN 18, Olympic Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từng làm nên lịch sử khi vào đến bán kết trước khi thua Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó là thời điểm lứa U23 Việt Nam bao gồm nhiều ngôi sao đã lên tuyển, thậm chí là trụ cột của tuyển. Lịch trình của đội bóng cũng không quá dày đặc như năm nay. Chiến lược tương lai của U23 Việt Nam. Hiện tại, U23 Việt Nam còn nhiều mục tiêu khác. Họ vừa xuất sắc vượt qua vòng loại U23 Asian Cup 2024 và cần thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh việc cố gắng truyền tải triết lý chiến thuật cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Chusier còn hy vọng họ sẽ được ra sân nhiều hơn ở V-League. Chính vì vậy, ông muốn lứa cầu thủ này không phải thi đấu các giải trẻ quốc tế liên tục. Hơn nữa, ASEAN 19 không phải đấu trường để Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, lựa chọn các đội tuyển tham dự Olympic Paris 2024. Nói cách khác, ngay cả khi bung hết lực lượng cho giải đấu tại Trung Quốc sắp tới, tuyển Olympic cũng khó thu lại kết quả như ý. Cần biết rằng ASEAN 19 nâng giới hạn tuổi các đội bóng lên 24 tuổi do hoãn lại một năm. Nhiều đội tuyển đặt mục tiêu cao đã triệu tập các ngôi sao hàng đầu, không khác gì đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Đơn cử như Hàn Quốc gọi cả ngôi sao đang khoác áo PSG Lee Kang-in. Trong khi đối thủ nằm cùng bảng với Việt Nam, Olympic Saudi Arabia triệu tập 9 tuyển thủ quốc gia. Rất khó cho Olympic Việt Nam tạo ra bất ngờ tương tự năm 2018. Trong khi đó, U23 Asian Cup 2024 mới là giải đấu mà đội bóng áo đỏ dồn sức thi đấu. Vòng chung kết tại Qatar quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất, và giải đấu này đồng thời là vòng loại Olympic Paris 2024 của AFC. Ba đội tuyển giành thành tích cao nhất sẽ có vé đến Paris. Không dễ cho U23 Việt Nam lọt vào top 3, nhưng khả năng này vẫn cao hơn rất nhiều so với việc giành huy chương tại ASEAN 19. Không kỳ vọng cũng hay, việc cử đội U20 Việt Nam tham dự ASEAN 19 còn hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người hâm mộ. Các đội tuyển Việt Nam thường xuyên chơi tốt khi không được kỳ vọng quá nhiều. Nói cách khác, các cầu thủ trẻ sẽ thoải mái trổ tài khi không phải chịu áp lực từ giới mộ điệu. Sứ mệnh đội U20 Việt Nam, cơ hội cho ngôi sao trẻ. Bằng chứng mới nhất chính là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan vừa qua. Không nhiều người tin rằng đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể lên ngôi, nhưng họ thậm chí vượt qua U23 Indonesia, xịn của huấn luyện viên Shin Tae-yong để vô địch. Đó là thành công ngoài mong đợi của tất cả, có lẽ của cả VFF và ban huấn luyện đội bóng. Thực tế, lứa U20 của Việt Nam lúc này cũng có những ngôi sao tiềm năng không kém gì lứa U23, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Trong đó bao gồm bộ khung Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào. Tạo cơ hội cho lứa cầu thủ này cọ sát ở đẳng cấp cao không phải ý tưởng tồi, bởi lẽ họ vốn không có quá nhiều thời gian thi đấu ở V-League. Tại vòng loại U23 Asian Cup 2024 vừa qua, một số cầu thủ U20 cũng tạo ra khác biệt lớn khi vào sân như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào. Họ hứa hẹn sẽ là cầu nối cho lứa trẻ của Việt Nam với tuyển U23 cũng như tuyển quốc gia của huấn luyện viên Chusier trong tương lai. Cần biết rằng VFF đang cố gắng triển khai triết lý bóng đá đồng bộ ở các cấp độ, từ U18 trở lên. Trước khi đưa đội tuyển Olympic Việt Nam sang Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác nhận lối chơi của đội cũng tương đồng với lối chơi ở đội tuyển quốc gia. Cho dù gặp đối thủ nào, chúng tôi vẫn phải chơi kiểm soát bóng, tuân thủ đấu pháp và triết lý như vậy. Để khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ có thể hòa nhập nhanh, điều này tốt cho đội tuyển quốc gia hơn. Tất nhiên trước đối thủ quá mạnh, chúng tôi không thể chơi áp đặt được, nhưng phải cố gắng làm tốt nhất có thể để hoàn thiện mình. Làm sao để các cầu thủ khi được lên đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên trưởng cũng không phải tốn thời gian chỉnh sửa nữa. Đây rõ ràng là tư tưởng rất tiến bộ trong cách làm bóng đá của VFF. Nếu thực hiện được